Xin chào toàn thể quý vị các bạn đang theo dõi kênh YouTube của công ty thiết kế nhà đẹp Green. Rất vui mừng gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục chia sẻ hình ảnh thực tế về các mẫu nhà đẹp của công ty thiết kế nhà đẹp Green. Ngày hôm nay, nhà đẹp Green sẽ chia sẻ đến quý vị các bạn một công trình nhà biệt thự hiện đại với cái phong cách thiết kế đặc trưng mang cái nét nổi bật khác biệt so với các công trình khác tại Việt Nam. Thì công trình này được thiết kế với cái phần diện tích mặt tiền là 10m nhân với chiều sâu nhà 10m, nhà hình vuông 10-10. Thì bây giờ xin mời quý bạn cùng tôi khám phá từng cái nét đẹp một của công trình này. Từ góc độ này xin mời quý bạn cùng tôi tiến sát lại gần hơn công trình để quý bạn có thể chiêm ngưỡng được kỹ hơn cái hình ảnh kiến trúc phía bên ngoài. Công trình với cái phần sơn chủ đạo là màu trắng và những cái điểm nhấn là sơn giả vân đá rất là đẹp trên cái hệ mái chống nóng và mái khu vực sảnh hiên thì sơn giả gỗ. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu đến quý bạn sơ qua cái quang cảnh của công trình này. Thì ở đây gia chủ đã bố trí thêm cái chòi khu vực bàn trà uống nước. Và đây là con đường để tiến vào bên trong công trình này. Một công trình rất là đặc biệt, khác biệt hơn so với các công trình khác ở Việt Nam. Công trình này có cái điểm nhấn cửa sổ mở rất là rộng. Và cái cửa chính của công trình thì là chỉ là cửa một cánh thôi. Khác biệt hoàn toàn theo cái phong cách thiết kế ở bên nước ngoài. Quý vị các bạn nào mà muốn có một cái không gian phá cách hơn thì có thể liên hệ với công ty thiết kế nhà đẹp Green theo số hotline 0386325566. Thì quý vị các bạn có thể thấy là toàn bộ những cái khu vực bậc bê tông này mai sẽ được trồng xen lẫn cỏ và đá sỏi ở khu vực đấy. Đây là cái không gian sân vườn mà gia chủ rất là yêu thích. Từ góc độ này thì quý bạn có thể thấy rõ được hơn cái phần ban công ở phía bên trên tầng 2 được làm bằng kính cường lực. Và cái khu vực đây là sảnh, sẽ cái sảnh chính để đi vào bên trong phòng khách của công trình này. Đây, phòng khách thì được mở thiết kế với cái ô cửa sổ rất là rộng rãi, thoáng. Mình có thể có cái tầm nhìn khác biệt, nhìn hẳn hết xuyên suốt ở bên ngoài sân. Thì công trình này sử dụng cái hệ bậc thềm là bậc tam cấp để tiến vào khu vực sảnh hiên nhỏ. Công trình này thì có những cái nét điểm nhấn là những cái lam chạy lam bê tông chia nhỏ thành cái ô ra để tạo cái điểm nhấn kiến trúc cho công trình. Quý vị bạn có thể thấy ngày mai sau khi hoàn thiện hết xong thì các bác thợ sơn sẽ đến trang điểm lại thêm lần nữa. Đây là cái bậc thềm tam cấp để tiến vào khu vực sảnh của công trình này. Cửa lại của công trình thì là cửa gỗ lim Nam Phi một cánh với cái bộ khóa là khóa từ tự động của hãng Sin, nhập khẩu trực tiếp từ bên Hàn Quốc về. Thì các bạn có thể thấy cái khóa này cũng là một cái khóa hiện đại và rất là tốt, được rất nhiều các công trình ngày nay sử dụng. Mời quý bạn cùng tôi đi vào bên trong để khám phá cái cách thiết kế của công trình này nhé. Thì đi vào bên trong đây có một cái ô sảnh chung tương đương với lại cái phần ngoài thềm, thì sẽ là cái không gian chia đi các phòng. Công năng ở dưới tầng 1 này thì bao gồm không gian khu vực phòng khách rất là rộng lớn với cái view nhìn thẳng ra bên ngoài vườn rất là đẹp và đã được mở full hết ô cửa sổ đập từ bên trái sang bên phải và chỉ để lại cái khoảng cách từ phần nền đến phần trần một chút thôi và che rèm để giảm thiểu đi những cái ánh nắng quá gay gắt khi vào bên trong phòng. Đây, các bạn có thể thấy từ cái góc độ này chúng ta có thể nhìn thấy được toàn bộ cái khung cảnh bên phía bên ngoài. Đây, hai ô cửa sổ phụ khác cũng là cái nơi chính để đón ánh sáng vào bên trong khu vực không gian phòng khách. Ở đây phòng khách này thì sử dụng cái trần thạch cao trang trí rất là đẹp và mình hạ được cái độ cao của khu vực từ phần nền lên đến phần trần, nó chỉ còn là khoảng 3m6. Như vậy khi mình bước vào bên trong nhà sẽ cảm giác như mình đi vào cái khu chung cư cao cấp ở bên nước ngoài. Thì giới thiệu đến quý bạn công trình này có hai phòng ngủ ở phía dưới tầng 1, không gian khu vực nhà tắm nhà sinh chung và phòng bếp là cái khu vực sân ướt phía bên ngoài. Đây là cái phòng ngủ đầu tiên ở dưới tầng 1. Tiếp theo sẽ là không gian khu vực nhà tắm nhà sinh chung. Toàn bộ cái hệ cửa chia phòng ở bên trong thì dùng cái cửa nhựa composite. Cái cửa này thì có cái độ nặng và cái độ bền tương đương với lại cái cửa gỗ xoan, rất là đẹp. Đây quý bạn có thể thấy được cái view của không gian khu vực phòng bếp này. Và cái hành lang phía bên tay phải theo hướng của tôi đây sẽ là khu vực sân ướt và cái chỗ để xe. Ngày mai sau khi đi chợ thì sẽ từ đó đi vào bên trong khu vực không gian bếp. Tôi sẽ gửi đến quý vị bạn cái hình ảnh chi tiết của công trình này. Đây cái phần không gian tủ bếp được thiết kế và làm rất là sang trọng hiện đại. Toàn bộ cái phần gạch xung quanh được ốp cao lên bằng với khu vực không gian tủ bếp. Nó như vậy nó sẽ sạch sẽ hơn, mình cũng dễ dàng lau chùi. Và đặc biệt cái ô cửa sổ không gian khu vực phòng bếp nhìn ra bên ngoài vườn rất là đẹp. Tiếp theo thì mời quý bạn cùng tôi khám phá các không gian còn lại.
Đây là cái phòng ngủ số 2 ở khu vực dưới tầng 1. Phòng ngủ này thì là phòng ngủ khép kín và có cái thiết kế đối xứng giống như ở trên khu vực tầng 2. Thì lát nữa tôi sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn. Đây là cái không gian khu vực ô cầu thang đi lên trên tầng 2 với cái chiều cao bản bậc là 16,5 cm, đã được các kiến trúc sư tính toán chia ô bậc ra làm sao nó đạt được cái bậc lẻ và đặc biệt nhất là nó phù hợp với lại cái chiều cao của người Việt Nam. Các bạn có thể thấy cái phần lan can của cầu thang này thì được sử dụng bằng kính cường lực và gỗ lim Nam Phi. Cái tay vịn bằng gỗ này thì nó sẽ đầm ấm hơn là mình sử dụng cái tay vịn bằng inox. Thì lên trên khu vực tầng 2, giống như các không gian nhà tầng khác thì sẽ có một phần sảnh chung để chia đi các phòng. Ở trên khu vực tầng 2 này thì bao gồm có 3 phòng ngủ, phòng thờ, sân phơi đồ và ban công cùng với lại cái khu vực sảnh chung đây. Nhà 8 nhà vệ sinh chung nữa, rất là rộng. Quý vị các bạn có thể thấy với cái diện tích là 100 m² mặt sàn đã chia ra được rất nhiều công năng. Thì mời quý vị bạn cùng tôi khám phá cái không gian khu vực phòng thờ trước. Đây là toàn bộ cái không gian khu vực ô phòng thờ được thiết kế kín đáo. Còn đây là cái cửa đi ra phía bên ngoài ban công ở trước mặt tiền của công trình này. Ngày mai cái phần ban công phía bên ngoài sẽ trồng thêm những cái cây hoa giấy ngũ sắc rất là đẹp. Tiếp theo thì tôi muốn chia sẻ đến quý vị các bạn các công năng còn lại. Ở dưới đây thì sẽ là khu vực phòng ngủ và khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh chung. Ra bên ngoài sẽ có khu vực sân phơi. Đây là khu vực sân phơi đi ra bên ngoài nhé, quý vị các bạn nhé. Và mình đón được cái gió vào rất là mát trên khu vực tầng 2 này, tận dụng cái mái ở trên khu vực tầng bếp. Cảm nhận của quý vị và các bạn như thế nào khi được dõi theo công trình này thì hãy nhớ để lại comment phía bên dưới. Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi và quý vị các bạn nào mà cần quan tâm nhiều hơn về các mẫu nhà đẹp khác có thể ấn nút đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân để được chia sẻ nhiều hơn về các kinh nghiệm thi công cũng như các mẫu nhà đẹp. Thì ở phần không gian đây sẽ là hai phòng ngủ còn lại ở trên khu vực tầng 2. Toàn bộ cái hệ cửa chia phòng trên tầng 2 cũng sử dụng cửa nhựa composite. Thì vừa rồi là toàn bộ những cái chia sẻ về công năng sử dụng cũng như cái hình khối kiến trúc phía bên ngoài công trình này. Quý vị các bạn nào mà cần tư vấn thiết kế xây dựng nhà vườn, nhà biệt thự, nhà phố, công trình hiện đại thì có thể liên hệ với công ty thiết kế nhà đẹp Green theo số hotline 0386 325 566. Quý vị các bạn có thể truy cập trực tiếp vào địa chỉ website ở công ty 1001mẫunhadep.com. Ở trên đó thì các kiến trúc sư công ty thiết kế nhà đẹp Green đã chia sẻ rất nhiều những cái thư viện, những cái hình ảnh thực tế đẹp các công trình do kiến trúc sư nhà đẹp Green thiết kế. Quý vị các bạn nào mà yêu thích mẫu nhà đặc biệt nào đó thì có thể liên hệ với công ty thiết kế nhà đẹp Green. Các kỹ sư kiến trúc sư công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ về trực tiếp tại gia đình quý vị các bạn, khảo sát hiện trạng đất, lên phương án thiết kế và đưa ra cái phương án hình khối kiến trúc công năng đẹp nhất gửi đến quý vị các bạn. Quý vị các bạn phê duyệt, sau đó chúng tôi sẽ đưa ra những cái phương án làm kết cấu để giúp quý vị bạn có cái công trình đẹp về hình khối kiến trúc phía bên ngoài, công năng sử dụng hài hòa hợp lý, kết cấu vững chắc và đặc biệt hơn nữa bằng những cái kinh nghiệm trong quá trình vừa tham gia thiết kế vừa tham gia thi công. Công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ chia sẻ đến quý vị các bạn để làm sao mà giảm đi tối ưu được cái chi phí xây dựng nhất để giúp quý vị các bạn có một công trình đẹp mà tiết kiệm đi cái chi phí phát sinh không cần thiết khi xây dựng nhà ở. Qua video này xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn bộ quý khách hàng trên toàn quốc đã biết đến và tin tưởng sử dụng dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng nhà ở của công ty thiết kế nhà đẹp Green. Video chia sẻ hình ảnh thực tế về mẫu nhà hiện đại 2 tầng này đến đây là kết thúc. Cảm ơn toàn thể quý vị các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ và theo dõi video. Chúc quý vị các bạn thật nhiều niềm vui, thành công hơn nữa trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở những video tiếp theo.